Thầy chào tất cả các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập 12, trang 40, sách giáo khoa toán 8, tập 1, phần đại số, đề bài như sau. Phân tích cả từ và mẫu thành nhân từ chung rồi rút gọn phân thức. A. Đa thức 3x bình phương trừ 12x cộng 12 phần đa thức x mũ 4 trừ 8x. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi rút gọn phân thức này bằng cách là phân tích cả từ và mẫu thành nhân từ trước. A. 3x bình phương trừ 12x cộng 12 chia cho x mũ 4 trừ 8x. Thứ nhất, phân tích từ số và mẫu số thành nhân tử đầu tiên thầy sẽ phân tích từ trước, đó là 3x bình phương trừ 12x cộng 12. Ở đây thầy có thấy nhân từ chung của ba hạng tử này là 3 đúng chưa? Vậy bằng 3, lấy 3 ra làm nhân từ chung. Trong còn x bình phương trừ đi 4x cộng 4. Đó, và bằng 3 nhân với x bình phương trừ 2x. Ở đây thầy sẽ áp dụng hằng đẳng thức thứ hai, thì các em nhìn thấy ở đây có x bình phương trừ đi 2x mà ở đây lại có trừ 4x, vậy thì chúng ta phải nhân thêm mấy để giá trị là bằng 4x các em. Đó là nhân 2 đúng chưa ạ? Nhân 2 cộng với 4 thì thầy phân tích thành là 2 bình phương. Đây chính là hằng đẳng thức thứ hai đúng chưa ạ? Kết quả bằng 3 nhân với x trừ đi 2 tất cả bình phương đúng chưa ạ? Tương tự thầy phân tích mẫu thức như sau. X mũ 4 trừ đi 8x bằng. Đầu tiên các em hãy lấy x ra làm nhân tử chung. Ta sẽ bằng là x nhân với x mũ 3 trừ đi 8. Lúc này các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có dạng x mũ 3, vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ đưa về hằng đẳng thức được đúng chưa ạ? Và nhìn sơ qua thì chúng ta có thể đưa về hằng đẳng thức thứ 7 đúng chưa ạ? Bởi vì chúng ta nhìn thấy ngay 8 ở đây chính là bằng 2 mũ 3 đúng chưa ạ? Sẽ bằng x nhân với x mũ 3 trừ đi 2 mũ 3. Và áp dụng hằng đẳng thức thứ 7 vào, chúng ta có x nhân với x trừ 2 nhân với x bình phương cộng x 2 cộng 2 bình phương. Kết quả ta được bằng x nhân với x trừ 2 nhân với x bình phương cộng 2x cộng 4. Vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy nhân tử chung của chúng ta chính là ở đâu ạ? Chính là nhân tử chúng ta có x trừ 2, dưới mẫu chúng ta có x trừ 2 đúng chưa ạ? Vậy chúng ta sẽ đi rút gọn phân thức đầu tiên trên này đúng chưa ạ? Là x mũ 3 trừ 12x cộng 12 tất cả chia cho x mũ 4 trừ 8x sẽ bằng
Ở trên tử chúng ta nãy vừa phân tích thành là 3 nhân với x trừ đi 2 tất cả bình phương đúng chưa ạ? Dưới mẫu giá trị chúng ta phân tích được là x nhân x trừ 2 nhân với x bình phương cộng 2x cộng 4. Và kết quả chúng ta rút gọn cho x trừ 2 thì trên tử còn là 3 nhân với x trừ 2. Ở dưới mẫu còn x nhân với x bình phương cộng 2x cộng 4 phải không ạ? Tiếp theo ý B. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Ý B nội dung như sau. 7x bình phương cộng 14x cộng 7. Tương tự chúng ta cũng sẽ 7, lấy 7 ra làm nhân tử chung các em nhé. Ở dưới mẫu có 3x bình phương cộng 3x. Đó, chúng ta sẽ lấy 3x ra làm nhân tử chung. Vậy chúng ta sẽ làm như sau. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Bảy x bình phương cộng 14x cộng 7 sẽ bằng 7 nhân với x bình phương cộng 2x cộng 1 sẽ bằng 7 nhân với x bình phương cộng 2x nhân 1 cộng 1 bình phương bằng 7 nhân với x cộng 1 tất cả bình. Ba x bình phương cộng 3x bằng 3x nhân với x cộng 1. Vậy, tiếp theo là ý tiếp theo là rút gọn. Phân thức bảy x bình phương cộng 14x cộng 7 chia 3x bình phương cộng 3x bằng 7 nhân với x cộng 1 tất cả bình phương chia cho 3x nhân với x cộng 1 bằng. Ở trên tử chúng ta thấy rằng x cộng 1 bình phương chia x cộng 1 thì sẽ còn x cộng 1 đúng chưa? 7 nhân với x cộng 1 ở dưới mẫu chúng ta còn 3x đúng chưa? Vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải xong bài tập 12 trang 40 sách giáo khoa toán 8 tập 1 phần đại số. Thầy chào tất cả các em.